Ok, hôm nay là mình nói về cái chuyện vấn đề là của cái men cơm rượu nha. Lần trước có một cái bạn gọi là thuận lý hay gì đó, hay là thuần lý gì đó, comment với mình hỏi về tại sao cơm rượu của bạn ấy bị cay nồng rượu không mà không có cái chất ngọt. Thì mình có khuyên bạn ấy là nên mua cái men cơm rượu hiệu đồng quê đó. Men cơm rượu hiệu đồng quê nè, thấy không? Nhưng mà lúc đó mình làm ở trong cái video mình hướng dẫn cho các bạn á, là men cơm rượu viên nhỏ đó. Còn này là mẹ của mình mới mua cho mình cái viên lớn này, mình chưa có xài nên mình không có biết đó. Bây giờ mình xài cái mẻ này là mình xài một viên, mình xài hết một viên nè. Hôm nay là mình nói về cái chuyện vấn đề men cơm rượu nha. Lần trước mà mình có mấy bạn hỏi mình tại sao em làm cơm rượu mà nó chỉ có cay nồng thôi, nó không có ngọt á chị đó. Thành thử ra bây giờ mình có khuyên bạn ấy là mua hiệu đồng quê. Mình thì mình mới biết đây là mẹ mình mua ở bên tiểu bang Pennsylvania, hiệu đồng quê đây đó. Nó có 4 viên như vậy nè, đây một viên nữa nè, nó có 4 viên như vậy. Mình xài một viên ở trong cái hũ mới này nè, mình mới làm tức thì 8 ngày, mình làm được 8 ngày đó. Thì mình nè, các bạn coi nè, thì mình cũng gặp ngay trường hợp của bạn ấy, cũng chỉ có cây nồng rất là thơm. Mở ra rất là thơm, thơm mùi rượu lắm bạn. Mà nước thì ít hơn cái lần đó mình chỉ cho các bạn cái men ngọt, thấy chưa, nước rất là ít đó các bạn, thấy không, nước chỉ có đến đây có chút xíu à, nó không có nhiều đó, nó ra nước. Còn nếu mà các bạn mua đúng loại men ngọt á là tự nhiên nó nước nó nhiều lắm, nó lên láng, nó gần gần bằng với cái viên vậy đó, của mình vậy đó đó. Nhưng mà mình không biết, không phân biệt là tại men lớn hay men nhỏ là nó lại ngọt hay là lại cay, mình không biết được. Này lần đầu tiên mình xài cái men lớn của hiệu đồng quê nên mình cũng không biết được. Nhưng mà mình thấy á, đây mình có một cái bịch nữa đây, là mẹ mình cũng mới mua cho mình hai bịch. Đây là hiệu bà Năm Gia Định đó, men nhỏ đó. Xong rồi bây giờ mình so sánh á, mình không biết là cách phân biệt của mình đúng hay không, nhưng mà mình thấy cái của bà Năm Gia Định là men nhỏ ha, thì nó lại trắng hơn cái của đồng quê. Hay là tại vì mình nghĩ là nó bị chết men rồi nên nó không có được ngọt. Bây giờ mình không biết có phải cái cách phân biệt của mình là men cũ men mới ấy, là nhìn cái màu đậm hơn là men cũ, mà cái màu nhạt hơn trắng hơn là men mới, hay là tại vì viên lớn viên nhỏ là cái viên viên nào là men 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 đắng men cay, còn viên nào là men men ngọt, mình không có phân biệt được cái chuyện đó. Các bạn phải thận trọng cái việc đó nha. Đó, bây giờ mình đã lỡ làm cái mùi này rất là thơm, mà nồng rượu cũng rất là thơm, thành thử ra bây giờ mình chỉ có biết cách chữa thôi, là mình pha đường qua một đêm tối hôm trước để cho cái đường nó ngấm vô đó. Bây giờ lần trước á, mình chỉ các bạn á, là pha một muỗng canh với bốn bốn muỗng nước nước. Các bạn muốn nấu xong để nguội cũng được nha, mà để nguội nha, để mấy bạn mà để nóng quá là nó bên qua bên đây thì nó sẽ rã cái cơm rượu ra đó, thành thử là để nguội. Còn mấy các bạn muốn lấy thẳng ở trong tủ lạnh cũng được, mà muốn lấy cái nước nước lọc cũng được. Thì lần này của mình là cũng bốn muỗng canh nước nhưng mà hai muỗng canh đường, tại vì cái cơm rượu của mình không có ngọt. Lần trước thì cơm rượu của mình nó ngọt, còn lần này nó không có ngọt, thành thử ra mình phải thêm một cái lực muỗng đường nữa đó, rồi chỉ việc ấy pha ra. Pha ra, nhưng mà bây giờ trong cái khoảng này là gấp đôi hai chén đường. Nếu các bạn muốn ăn nhiều á thì gấp 3, ok, các bạn muốn ăn nhiều nước thì gấp 3, còn cái mấy bạn muốn ăn nhiều nước thì gấp đôi cũng được, vừa vừa phải thì gấp đôi đó. Rồi mình cứ việc mình đổi ở đây, rồi đến tối ngày mai là bắt đầu mình ăn, nó ngấm vô cơm rượu rồi để mình ăn đó. Mình sorry các bạn nha, tại vì mình thật sự ra mình cũng không rành cái vụ mà cơm rượu cũ, cái men rượu cũ hay men men mới đâu, mà mình cũng bị cái trường hợp này. Đây là lần đầu tiên, từ cái hồi mà còn ở Việt Nam á, thì mẹ mình á, là lúc nào cũng mua men men đều 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 hàng ngày, thành thử không có trường hợp này nó xảy ra đâu, nó không có trường hợp này xảy ra, lúc nào nó cũng ngọt hết
Hay là chắc tại mình khách quan, thành thử ra mua thì lúc nào bà chủ và cũng đưa bà chủ bán men á, bà đưa cho cái men mới, thành thử ra lúc nào cũng ngọt hết đó. Còn lần trước mình có khuyên các bạn mua men đồng đồng quê á, là vô tình mình quảng cáo cho hãng luôn, nhưng mà bây giờ mình không biết là tại hãng rượu hay hãng men, hay là tại gì men cũ men mới, các bạn thận trọng chỗ đó nha. Coi như mình sorry các bạn đó. Bây giờ mình đổ vô đây, mình đổ vô đây trước, giờ mình để đó, ngày mai là mình ăn được. Các bạn pha, nếu mà ấy thì pha 2 lần rồi cứ để đó sáng mai cho nó ngấm vô. Các bạn muốn ăn nhiều nước thì pha 2 lần. Rồi xong, đó là cái cách chữa. Mình có một cái chị bạn, chị cũng nói với mình là chị đã từng mua hiệu bà năm kali, men rượu bà năm kali mà men nhỏ nha, cái cục cái viên nhỏ nha, chỉ xài rồi chỉ gọi điện thoại, chỉ nói cho mình biết vậy, hiệu của bà năm kali nó cũng nhạt nhách luôn, nhưng mà mình không biết được là lúc đó cái men cũ hay men mới của chị, thì chị cũng không phân biệt được men cũ hay men mới đó. Còn cái đó là cái đó ăn thua của mình, chứ mình cũng không, mình chắc mình phải hỏi cái người chủ bán quá, là men cũ men mới thôi, chứ còn hãng hãng với hiệu gì thì mình nó không có thành vấn đề nữa. Ok rồi, sẵn ở đây mình có hôm qua cái video xôi 5 màu của mình á, mình lúc mà mình đóng khuôn á, vội vội vàng vàng quá, thành tựa ra mình đóng không có được đẹp, mình không có chăm chút á, thì giờ các bạn enjoy cái video mình làm cái khuôn xôi 5 màu ha. Ok, bây giờ nói về cái vụ men cũ men mới đó, mình không biết cách phân biệt được, nhưng mà mình thấy đây rõ ràng là cái vàng đây đó, bên này vàng, còn bên này thấy nó trắng hơn đó. Bây giờ nếu mà các bạn nào mà có ý kiến hay á, mà về cách phân biệt men cũ hay men mới gì đó, thì comment cho mình và góp ý cho mình ha. Mình cảm ơn các bạn trước nha. Rồi đây là cái mình mới đổ vô 2 lần nước ha, 2 lần chè, 2 lần cái chén nước mình mới pha đó, mình đổ vô là nó cỡ như đây đó. Đó là Đó. mình ăn cỡ vậy đó, là thấy là cũng lên láng lắm rồi, lên láng nhiều nước lắm rồi. Rồi còn một chuyện nữa mình muốn nói với các bạn về cơm rượu, là khi các bạn gái á, mà đến thời kỳ kinh nguyệt đó, period đó, thì các bạn đừng nên đụng mà cũng đừng nên xem, nhờ người khác làm nha. Tại vì mình cũng gặp trường hợp đó, tại vì mình ủ ở trong cái lò nướng á, cái xong có đến ngày hôm đó là mình cần cái lò nướng để mình nướng bánh, thì mình cầm nó mình chuyển qua cái chỗ khác thôi, xong có ngày hôm sau là nó đổi liền, nó có chấm chấm xanh, nó từng chấm xanh xanh xung quanh cái viên cơm rượu, viên nào cũng bị từng chấm xanh như vậy đó. Bởi vậy các bạn đừng đụng tới mà cũng đừng nhìn tới nó, nhờ người khác xách ra cho mình vậy đó, lỡ mà có mở ra hay cần cái gì đó thì nhờ người khác xách ra cho mình, chứ đừng đụng tới nó. Ok, nó cũng cử cái đó lắm các bạn. Ok, bye bye. À, đây là mấy cái xôi 5 màu còn lại bữa đó. À, mình còn lại nửa chén, mỗi thứ nửa chén đó. À, bây giờ mình đóng thành cái khuôn nè. Bây giờ đóng cái khuôn, có cái khuôn mình nó màu này nó dính màu kia, màu tím nó dính như màu trắng rồi đó vậy. Sơ gót cái này nè, sơ gót cũng bị dính màu tím luôn, màu này dính màu kia tùm lum, nó chắc tại pha màu đậm quá đó nên nó lan màu. Này là gấc với lại củ dền á. Còn này là màu lá cẩm nè, này là màu lá cẩm mà lá cẩm nhạt á, cái lá cẩm nhạt của mình á, mình pha pha nhạt á mà nó ra màu đậm vậy đó. Còn cái đậm bữa ăn hết rồi, bữa đậm là nó cỏ này là không có bông, không có bông xanh, không có bông đổ xanh. Cái ổ bánh này là nửa ký, cái này là 2
khoảng 750 800 g cái ổ bánh này, cái ổ xôi này. Cái này cũng nửa ký, ở trên là nhân đậu xanh á, nhân đậu xanh này cũng dưới nhân đậu xanh nửa ký. Cái phần đậu xanh của cái bông hồng á, thì mình không biết bao nhiêu gram, nhưng mà cái phần nếp cẩm á, là 200 g, cái phần ở trên 200 g, phần dưới 200 g, còn đậu xanh là 100 g đó. Còn cái này là chắc khoảng mấy chục gram rồi. Nguyên cái ổ này là nguyên cái khuôn này là nửa ký, này cũng chứa phúc luôn nè. Đây cũng chữ phúc, còn mình làm bằng xôi. Cái này là xôi 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 gấc đó. Xôi gấc đó. Đóng khuôn xôi gấc. Còn bên đây là đậu xanh, còn này mình lấy xôi 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 trắng á, nó cũng lem tùm lum màu á, gấc nó cũng lan lem mấy cái đậu xanh chính giữa luôn. Rồi mình làm thêm một cái đó, cái ổ năm màu nữa nè, đó đây cũng chữ phúc nữa nè. Ở đó mình làm màu vàng, mình là cái viền chữ là bằng đậu xanh á. Đậu xanh thì mình có cho thêm tinh dầu của bông bưởi á. Đây cũng vậy, tinh dầu của bông bưởi đó nên nó thơm lắm. Đã sôi mỗi màu, mỗi có mỗi màu mỗi vị, giờ thêm cái đậu xanh lại có bông bưởi nữa, thành thử ra thơm nồng nặc vậy đó, thơm lừng luôn. Ăn ăn cái đến cái tầng nào là thơm tầng đó. Cái ổ này là 1 ký, ổ này 1 ký, thành thử ra mình cân ra mỗi 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 màu là 200 g. Cái phần nhân đậu xanh là mình không có tính đó, mình không có tính, mình chỉ nhân ra thôi đó. Ở dưới là dưới cùng là củ dền, lá dứa, xong một sọ trắng, xong nó xôi gấc, rồi đến lá cẩm đó. Bữa mình làm cái trong cái video xôi năm màu á, vội vội vàng vàng quá, thành thử ra nó cái nếp á mình không chịu hâm cho dẻo lại, cái mình đóng khuôn nên nó khô, đóng nó không đẹp khuôn. Bây giờ mình hâm lại mấy cái này nè, đóng cho nó khuôn, nó dẻo lại nè đó. Nó đẹp không? Không có đậu xanh, mình không muốn đậu xanh thì cho nó vàng vàng đẹp đẹp, còn không muốn đậu xanh thì mình lấy xôi màu này để lên màu kia nó cũng đẹp đấy chứ ha. Sự gấp á. Ây này cũng có đeo vân tay đó, mà sao cũng màu nó dính tùm lum á, màu tím bị loang lổ với màu trắng hết trơn rồi. Ok.